Chào tất cả anh em, mình về được một cặp mỏ lết của chim vàng ong nước của Nhật Bản. Một cặp gồm một cây 200mm của hãng Mitsubishi và một cây của hãng MCC. Tình trạng là còn zin, chưa sử dụng, chỉ bị chày xước trong quá trình vận chuyển thôi. Thì một cặp như thế này mình bán combo là cây 300 và cây 200mm này với giá là 500.000 chưa phí vận chuyển. Còn nếu anh em nào muốn mua lẻ thì cái cặp này mình xé lẻ ra là sẽ giá cao hơn một chút. Cây mỏ lết lớn 300mm này mình bán với giá là 400.000 chưa phí vận chuyển nếu mua lẻ. Còn nếu mà mua cây nhỏ 200mm này mình bán với giá là 150.000 chưa phí vận chuyển. Tình trạng là còn ngàm, còn rất là zin, bén ngọt, chưa hề sử dụng nha anh em. Anh em thấy cái vết răng không hề mẻ một chút nào hết, còn nguyên nước zin của nó luôn. Rồi anh em nào quan tâm cầm mỏ lết này thì liên hệ bên phía mình, bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra và mới thanh toán. Xin kết thúc video tại đây, xin cảm ơn anh em.